mục tiêu của bạn là tháng nhiều ha, tháng gì để em hiểu như thế này. Đây là bài cần cả hai cái là cung thi chú và u buồn chứng. Thì một cái bài là hết dành cho nếu như mà một cái bài thường thường người ta chia ra là thằng ung thư bốn con, thằng u buồn chứng con, biết là sao hôm nay một bài sớm là hai bài là chung với nhau nữa, đó là cái gì lại. Nhưng cái ung thư bốn ở đây thì trong cái bài này ta tập trung chỉ nói về cái gen BRCA, một cái tên mà nó sâu, nó khác hot. Nếu như em nào mà không quan tâm đến vấn đề người vú thì em sẽ biết này, nó khác hot. Hiếm khi nào mà chúng ta tìm được một cái gen nào để quyết định một cái ung thư nào đó. Ví dụ như bây giờ hỏi ung thư phổi có gen không, gen nào quyết định không, ung thư não có không, ung thư dạ dày có không, gần như không tìm ra. Thì riêng ung thư vú ta tìm được cái gen BRCA xác định được gần như phần lớn các trường hợp ung thư vú. Đó là những trường hợp nào có cái này thì mình biết là chuyên cơ họ sẽ là ung thư vú. Thì những ung thư vú mà ung thư khác thì không nơi khác nữa. Giờ thì chúng ta sẽ tập trung nói về chuyện có liên quan đến gen BRCA và ung thư vú. Thứ hai là nắm được diễn biến tự nhiên của ung thư vú và những điều trị. Không có cần nhiều biết không, biết sơ sơ thôi. Từ khi mà em học về chuyên khoa thì cũng cần biết nhiều. Thứ ba là chúng ta sẽ biết về thói tăng lọc, bù trứng tăng lọc. Em biết cái từ tăng lọc nghe kinh khủng như lớn, đại khái em biết là u bù trứng đi, đại khái là vậy đó. Còn cái tên của bài thôi, biết cái u bù trứng, khi nào u lành tính, khi nào u ác tính. Cái này có tính ứng dụng được như là cho chính bản thân như em được rồi đây, cho chính bản thân như em đang rồi đây. Đôi khi có u bù trứng quanh các người nhà có u bù trứng, giờ em chơi cái chuyện giới không thể là có u bù trứng được. Rồi cái thứ cuối cùng là cái mối liên quan giữa phụ nữ mãn kinh và ung thư buồng trứng. Hai cái này rất có ý nghĩa. Mỗi em ở đây đều có mẹ hết, hay đều có gì được có bà ở nhà hết á, nó coi được về nhà sinh học xong có nó đè ra khám được nhà mẹ có bị u gì không, biết đâu được, biết đâu được. Vậy thì gen BRCA nó là gì thì ta thấy là có khoảng 5-10% các trường hợp ung thư vú có được đột biến từ gen. Và cái gen này là gen BRCA chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhóm này. Thật ra nó có nhiều gen khác nhau lắm chứ không phải là BRCA không, nhưng BRCA là cái người ta đã tìm thấy có mối liên quan nhiều nhất có với ung thư vú và đã chiếm khoảng 10% các trường hợp ung thư vú. Các bạn có hỏi mà gen BRCA chiếm bao nhiêu phần trăm ung thư vú? 5, 10, 1, 2, 50, 90% thôi. Chúng ta chọn là bao nhiêu phần trăm? Tiếp 5%, 10%, 15%, 90% chỗ nào? Năm có 10 có luôn chỗ nào? 10 đây là 7 á, xà đó. Khi vô không biết khi học là 5-10% nhiều ra 5 mà đã bán 10 đã bán chỗ nào? Sàn, khi vô sàn. Cái là sàn. Đó là sàn là gì? Thì hai cái này bên chị cũng nhiều biết về khả năng trong ung thư vú ha, khi thì 5, khi thì 10 ha. Thì trong mắt BRCA 1 thì nó chiếm tỷ lệ cao hơn so với BRCA 2. Đây là một cái gen nằm trên một sức thể thường trội của thường nhớ, nó là gen trội nằm trên một sức thể thường ha. Là có hỏi là nó là gen nằm trên một sức thể tính SE sức thể thường nên trọi sẽ lạnh, trả lời được nha. BRCA 1 sẽ ra ở bạn Q21 thì là số 17 và BRCA 2 sẽ ra ở Q12 thì là số 13. Đó là gen thường nha, thì sức thể số 17 và 13 là những sức thể thường. Chưa? Vì vậy khi mà ở dưới đó thì là có thể là ông chồng chứ mang gen, cũng có thể là vợ mang gen. Đừng nói là ung thư vú nhưng gặp đàn ông khó nhá, vẫn có ha. Đàn ông ung thư vú bây giờ thấp hơn không? Đàn ông có vú không? Có đó. Ai có vú ung thư đơn giản thôi. Tại sao một nữ vú nhiều hơn? Bự hơn. Nhiều người. Cái gì bự hơn thì sẽ là nhỏ hơn hả? Phải không? Vú mà bự hơn sẽ ung thư nhiều hơn là nhỏ hơn? Không. Còn điều này là đúng không? Có quan gì không? Không. Này, khi mà mang một cái gen, chúng ta biết nó là gen trội như là thường. Do đó khi cần tiếp tục người mang gen không là nó đủ có biểu hiện rồi, phải không? Vậy thì người mang gen cả duy trì đó 50% và những người này là những người
Tỷ lệ lưu hành BRCA thì rất thấp, từ 1/10,000 đến 1/500, cao hơn rất thấp ha. Em tưởng tượng đi, 1/1,000 thấp thấp, tức là 1.000 người mới có 1 người mang gen thôi. Trong trường yên, trong một khối như vậy có tổng cộng là khoảng tính hết luôn ha, tính hết luôn tự đi ra khoai cổ truyền hết ha, tất cả điều dưỡng của lưng ra là chưa tới 1.000 người. Thế thì trong một năm chưa có một, chưa tới một em bị mang gen ung thư vú này, tại vì chúng ta còn tính năng nữa đúng không, chưa tới tận bạn nữa ha, nên tỷ lệ nó thấp. Còn tỷ lệ này nó cao ở một số chủng tộc nào đó thôi ha, có một chủng tộc nên tỷ lệ nó cao lắm, nó cao lắm, nhưng mà chủng tộc đang chả biết ở đâu nữa, lạ lắm, cái người lạ lắm cũng như đâu và về quản lý luôn ha. Rồi như vậy thì những cái thể nào mà khi mà có cái gen này thì cứ mỗi năm thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ ung thư lên 4%, thì như thế nào đó thì cứ mỗi năm nó tăng 4% nhiều hơn. Vậy thì trả lời là cái đứa nào mà sống càng lâu thì ung thư nó càng cao, phải không? Cái bà nào mà sống càng dài thì ung thư nó càng cao. Thì mỗi năm nó sẽ tăng lên 4%. Đó thì cái tỷ lệ nguy cơ mắc tiếp theo là tăng từ 35% đến 85%. Nếu bà sống tuổi già, tuổi già, người 85% người yếu. Rồi. Ngoài ung thư vú ra thì gen cái gen BRCA này á, nó còn làm cho một cái hội chứng nữa là HBOC ha, loại trứng di truyền ung thư vú hoặc thư buồng trứng. Thì cái người mang BRCA chẳng những mang cái ung thư cái phần ung thư vú mà còn ung thư buồng trứng. Đó là do bài này tập trung hai cái đấy, tôi đưa hai bài này hai cái này. Cái thằng nào đã xét nghiệm ra cái này rồi thì hãy cảm giác rằng ngoài cái chuyện ung thư vú đã còn có nguy cơ ung thư buồng trứng nữa. Là một cái này nó quan trọng. Chẳng những ung thư buồng trứng mà ngoài chúng ta nó còn có ung thư tụy nữa ha, ung thư tụy cũng nằm trong cái nhóm này luôn, ung thư tụy nữa. Thì nó có một nhiều nhóm ung thư. Nhưng trong bối cảnh mà khi người ta nói gen BRCA là người ta nói đến ung thư vú đầu tiên. Vậy đó nha. Nếu hỏi BRCA quy định gen ung thư gì, vú, buồng trứng, tụy, chọn cái đáp là đúng chưa không? Gen BRCA còn nhiều nhất ung thư gì? Ba cái đó tất cả đúng, người ta lấy cái khác trong ung thư vú. Thì ra để ra đó ha, nhớ nha, không ra ra nha. Dạ dạ lắm, nhiều một điều cho đề dạ lắm. Thì nó không bàn thôi. Thế thì khi nào tìm gen BRCA, chúng ta biết rằng 1.000 người mới có 1 người, thì chúng ta có đi lại là cho sao cho 1.000 cho nhân số không? Vậy một cái mẫu như vậy thì giá thành nó không hề rẻ, con mà đã có chuyện mình chuyện nhiều lắm. So với cái giá là giá sinh viên thì chúng ta đang mười gõ mấy năm rồi, mười gõ mấy năm đủ tiền làm được không? Không, bây giờ bạn được 3 triệu một tháng không? Tiền nhà cái gì hết triệu mấy rồi không? Để dành một tháng được 2 triệu, 2 triệu thì bạn đã làm nhìn năm thứ 2 năm rồi, bạn cũng làm được một lần cái gen này, tính ra là khá nhiều ha. Nếu tính từ lương công nhân á, đại đa số ta là nông dân và công nhân thì cái thu nhập bình quân đầu người cũng thấp lắm, thì làm cái này cũng quá là tiền luôn ha. Chỉ 10%, 20% dân số là những người thật sự giàu có đủ tiền làm thôi. Do đó thì chúng ta phải lựa chọn đối tượng nào để mà làm xét nghiệm về cái xe này, chúng ta tìm xe này. Ở đây căn cứ nhiều lắm ha, nhiều thứ lắm. Thì chúng ta sẽ đưa ra cái bảng, cho nó cái bảng của thì vào từ những bảo sản quốc Hoa Kỳ hạng cấp 2007 thì đưa ra những tiêu chí nào cho gia đình. Có cái gì mình cần phải làm xét nghiệm là nam và một về phải giới cho bạn đó. Rồi nam giới khi mắc ung thư vú tự nhiên như này không có nghĩa là không nam không phải làm cái dây này, nếu chọn nam đóng dấu nam cũng phải đóng một bài cái chuyện đó. Giống như có một thời gian người ta trích người HPV, HPV là human papillomavirus là cái con gây ung thư cổ tử cung, nó là cái mầm mống ung thư cung giống như mang gen BRCA là sẽ ung thư vú vậy đó. Thì mang cái con đó ra thì nhiều khả năng là bà đã sử dụng ung thư cổ tử cung, nhưng mà bà là không bị hết. Vậy nên người ta hỏi là nhiều ông nam có bị không? Có, ông nam cũng bị, không gia hợp với bà nữ, không lây từ nam sang nữ. Vậy thì ông nam có chết người không? Có. Vậy, nhưng mà trên thực tế có chết người không? Có, nhưng mà ít. Trên thực tế ông nam là chết người chưa? Ông nam là chết người chưa? Đây 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 đây. Bà. 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 Cái thằng nữ cái gai chứ nữ lên trên. Đó. Dưới đây coi. Ồ, cũng được. Cái khá.
Vậy thì khi những người có thấy thằng Nam là những người không? Có thấy chưa? Chưa. Thì có. Tại vì có. Đáng lẽ là anh Nam là những người, nhưng mà tại vì cái bác sư này tại cho nữ đó nó không được cấp phép chích người cho Nam. Do đó thì bác Nam chưa được chích. Nhưng hiện tại để mà đi chích bác sư gì? Thì có nhìn cả bác sư ra bác sư sorry. Đất sắc tự nhiên. Tư giá thì trong đó có 2 cái 16, 18 là về độ cương, còn 16, 11 là về cái cách sử dụng trong đó độ cương anh. Thì bây giờ ta đưa ra là Cụ giá này, tiếng Hán nhiều quá. Chính giá đi mà quá à, cụ lại cậu. Chúng ta, chủ giái ha. Thì cái giấy tiết này đã được cho phép chích cho các bạn để đón anh Nam trở lại ha. Trời, mà nhập từ Việt Nam đi chích cho anh nha, chích liền nha. Để bảo vệ phụ nữ thân yêu của mình, nhưng có gì hết đó. Nó Nam này thì bạ lắm. Nó thì bạ lắm, xong đây tá lạ rồi về lại cho phụ nữ thương tâm nó bậy. Nó thích cho bậy lắm, phụ nữ Việt Nam được vậy. Đúng không? Rồi, thì cái danh BRC này nè ha. Nằm trong cái chó mà được bị làm sát, phải làm sát luôn. Và khả năng mà cái phát triển thành ung thư cho những các khả năng CRC đột biến là bằng lòng trong cái yếu tố nguy cơ bảo vệ khác. Tức là sao? Tức là khi mà mình biết ung thư vú nó không phải chỉ có một yếu tố là CRC, nó có nhiều yếu tố khác. Nhưng nó ví dụ như gì? Em thấy không? Ví dụ như ung thư vú gì? Ví dụ như cái gì? Ung thư lá. Chia sẻ đúng rồi. Bà này có chia sẻ là những ung thư nào khác hết, bà xả đã hình xả vậy đó, nguy cơ là ung thư cũng vậy. Thì bây giờ ra cái này nó độc lập với những cái chuyện kia, những chuyện kia nó có nguy cơ gây ra không là chuyện của nó, và thằng này nó gây ra là chuyện của thằng này, là hai nó không có liên quan gì nhau hết, không liên quan gì nhau hết. Đây đây là cái bản mà có 27 đưa ra. Nếu như nằm trong những nhóm này nó buộc phải tầm soát tên BRCA nhiều lắm á, mắc ung thư buồng trứng này, ngồi trứng này, mạng này, ung thư vú trước 45 tuổi, ung thư vú thì quá trời luôn ha, quá trời luôn. Có ung thư vú trong đó ung thư đầu tiên là mấy trước 50 tuổi. Rồi tiếp theo này ung thư vú ha, âm tính với người lại ba hồng con, ung thư vú và chủng tộc. Đây là cái chủng tộc này nè, là chủng tộc mà nó có cái tỷ lệ ung thư vú cao nhất trên thế giới nè, cao nhất trên thế giới. Rồi nó biết là đâu? Là ung thư tụy và có từ hai người thân thì nó là ung thư vú. Nhưng một nữ có ung thư nhưng nó còn bị sau á, một người thân thứ nhất thì nó tập đi ba năm cái lại gì đó còn ta lại rồi này. Tóm lại nếu mà những nước giàu có tiền cũng tầm soát hết rồi, đọc đây mệt quá cho làm hết đi. Còn những nước nào mà đây là nhìn chung cho tất cả các nơi khuyến cáo của các nơi trên thế giới ha, để giảm bớt cái chi phí làm cái screening ha. Rồi đó là về gen BRCA. Thì tóm lại gen BRCA này nó nhắc lại những cái gì thì nhớ ha, nhớ cho nó ha, nó là gen nằm trên những số lẻ thường, tinh trọi lẻ thường đóng định lên khoảng 5% cái bệnh ung thư. Đó là cái gen thường gặp nhất trong gen ung thư vú và ngoài ra những ung thư khác. Rồi mình khảo sát trên những đối tượng có nguy cơ cao trong cái tài nhân số, và nó sẽ tăng dần khi ai nhiễm cái gen đó rồi, có nghĩa là sẽ tăng nguy cơ ung thư vú lên 4% trong mỗi năm ha, và có thể tăng lên 85% ở phụ nữ hay là phụ nữ. Ok, và giờ chúng ta đi qua chút xíu về ung thư vú ha. Đây là gen thôi, ung thư vú. Vậy thì ung thư vú là gì? Ung thư vú là gì? Ung thư vú là một bệnh về lý thách tính ở vùng tuyến vú, kiểu là những vùng tuyến mà những người ta ra cái vú chúng ta nó có rất là nhiều vùng khác nhau, nhưng mà trong đó ung thư gặp nhiều nhất là ở biểu mô ống tuyến và biểu tình thanh ống tuyến và biểu tình. Khi mà nói ung thư thì người ta quan tâm tới lịch sử tự nhiên của khối u như thế nào, các em học ung thư tất cả ung thư vậy, thì người ta sẽ nói là ung thư nó hình thành lên từ đâu, nó sinh di căn và đi lên đường nào và bao lâu thì nó tăng sinh lên đó. Thì ung thư vú cái gen có khác gì đó, thời gian tăng trưởng của tơ của u có dao động từ vài tuần cho đến hàng tháng. Và đôi khi chúng ta phát hiện ra một cái u thì nó đã di căn rồi, ung thư vú thường nó vậy đó. Đôi khi chúng ta mới phát hiện khối u thì nó đã di căn rồi, do đó là lý do tại sao người ta phải tầm soát sớm và cái gen BRCA là như vậy đó. Chứ đến khi mà em sờ thấy, em khám thấy, em có vấn đề triệu chứng, có nghĩa là coi chừng là đã di căn sai. Rồi
thì trước đây người ta nghĩ rằng ung thư vú là một cái ung thư gì đó mà đã mắc vô là sẽ chết, mắc ung thư vú là chết, ung thư vú chết. Có một thời gian phụ nữ bị ám ảnh bởi cái chuyện ung thư vú đó, nó sợ lắm, nghe cái ung thư vú là biết phải chết chết rồi, nhưng không phải vậy đâu. Tại vì phần lớn các trường hợp ngày xưa phát hiện là lúc đó đã di căn rồi, chứ đâu có làm được gì nữa đâu. Bây giờ anh đã thay đổi quan điểm rồi. Nếu như ung thư vú thì em phát hiện ở giai đoạn sớm thì gần như là chữa khỏi, gần như là mình trả về cho xã hội người phụ nữ hoàn toàn được. Thì sớm là giai đoạn gì? Cũng xuống là xem cái bản ha, để chúng ta xem nha. Rồi, ung thư vú nó là ung thư phổ biến nhất cho phụ nữ ha, nhưng nó lại là nguyên nhân tử vong hàng năm chứ không phải là nguyên nhân tử vong nhiều nhất hàng năm. Nó là ung thư phổ biến nhất cho phụ nữ, nó số 1 và số 1 số 2, nhưng tỷ lệ tử vong nó là 9 hàng năm. Do đó là cho thấy là ung thư vú tiên lượng tốt chứ không phải là xấu nha. Nó là một cái ung thư tiên lượng, ta tiên lượng tốt để phát hiện sớm và điều trị thì là có những người phụ nữ biết là họ bị ung thư vú mà sống nhưng mà mấy chục năm sau được, không vấn đề gì. Rồi, và phần lớn các trường hợp ung thư vú ta điều trị bằng phẫu thuật. Em nhớ rằng ung thư vú là phải phẫu thuật, ung thư vú là phải phẫu thuật phải mổ ha, mổ đoạn nhũ cắt một bên tái tạo lại. Đôi khi có thể kèm theo xạ trị hoặc là không, tùy vào mắt có di căn của thằng bạn hay chưa. Đây, ta xem cái này là bạn có thể chuyển vòng sống 5 năm sau giai đoạn ung thư vú nha. Nếu giai đoạn không nhận sớm gần như là 100% các trường hợp sẽ sống trong vòng 5 năm. Thường nói ung thư thì người ta sẽ nói đến khả năng sống trong 5 năm là bao nhiêu phần trăm, tất cả ung thư đều là. Ví dụ như bây giờ em đi khám ở nhà đó, người đau ngực quá, ho nhiều quá đi khám thì mình ra ung thư phổi, khả năng sống 5 năm còn đó là bao nhiêu? Không, không, đúng rồi, bệnh nhân không. Không công là ung thư phổi mà sống 5 năm hết á, nha, bệnh nhân không. Đó là người ta biết rằng khả năng của cái tiên lượng của trung thư là ung thư vú nè, tiên lượng rất tốt. Giai đoạn 1 là 98, giai đoạn 2, 93%, đúng không? 90% nếu mà trong bài này chưa được nào, xấu quá, chỉ cần đặt nát từ lưng mà là tới giai đoạn 4 rồi ha. Chúng xa rồi thì 22% rồi. Và đó là không đi khám, không làm gì hết ha. Thì nó mới xảy ra chuyện đó không? Đây là con số thống kê ở những cái nước ha, là nước những cái nước trên thế giới này, nước phát triển, là nước phát triển, kém phát triển. Để cho thấy là cái ô xanh là thống kê về tử xuất như là tỷ lệ bệnh, ô đỏ là tử xuất ha, tử xuất có nghĩa là tỷ lệ chết ha. Thì thế này nhiều nhất là ở cái vùng gì đây? Northern America là vùng nào? Tháng này tháng 10 ha, tháng ở những vùng này, tháng châu Âu là Tây Âu là những nước này có tỷ lệ tử xuất rất cao. Có thể có vẻ như nó liên quan tới vú to đầu tư nhiều như mấy em nói nha. Ở mấy cái cô mà ở của Mỹ á, mắc của Mỹ nha, Mỹ thôi mà nói rồi ngực tấn công vào mông thủ số 3 vào 3, số 3 vào mông nào ra trong đó ha. Đợt vừa rồi anh đi Brazil tháng 10 mới đi thế nè. Brazil á, không là mấy nước ở Nam Mỹ gần như là cung cấp cái nguồn hộ thế giới khác nhiều mà mỗi năm đều lấy nha. Venezuela, Colombia, Brazil, của nó đẹp lắm, họ rất là đẹp, không biết trời phú sao họ cái xanh mà đẹp dữ thế nữa, ai hết cả thế giới thì là sao á, thế hết Việt Nam luôn sao á, khổ ghê, phụ nữ đẹp quá là đẹp luôn, nhìn thấy mình mà tất cả đều vậy hết á, đâu phải lại là số đo bài dòng thì khỏi nói luôn ha, dòng một thì chắc không chín mấy trăm mà dòng ba chắc hơn trăm, bạn cô ra đường cũng chen để đi chen nhau. Thì năm nay em đi hai nước mà hai nước đó cùng chung nhau, tại vì người xưa là thuộc địa của Bồ Đào Nha xưa, mà Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thì gần giống nhau, còn là đi Tây Ban Nha thì các cô Tây Ban Nha cũng đi chen vậy, nhưng mà qua Bồ Đào Nha các cô Bồ Đào Nha còn dữ dội hơn nữa, các cô Tây Ban Nha thì chưa bạc. Có lẽ liên quan tới vụ từ vũ này không biết nữa, các bạn. Và cái vùng mà nó thấp nhất là ở dưới này nè, như này nó có gì đấy, bất tận đến ra là không? Đông Á, cái khu vực ở phía Diễn Tạch thì đi lên cho thấy người phụ nữ Việt Nam mình cũng nhỏ đúng không? Một người chú ít cười tầm thế thì chứ là tầm sao người muốn làm gì sẽ làm gì. Còn cái chuyện mà chúng ta xét nghiệm gen RNA thì chúng ta làm gì để mà tầm soát được ung thư vú? Hồi nãy là chúng ta đang screening, tức là chúng ta dự phòng,
ta xét nghiệm gen để biết rằng sau này chúng ta đang mắc ung thư chứ bạn chưa có gì hết. Còn bây giờ nè, chúng ta làm sao tầm soát phát hiện là trong cái nhóm ngoài đây nè có ai bị ung thư không? Trong cái nhóm này nè đâu có làm gen BRCA đâu, tại đâu có làm nhóm chỉ định. Vậy thì làm gì để phát hiện là có nguy cơ ung thư? Để mình phát hiện gì? Cái gì này nè, cho nên chắc chắn chưa được mà thì làm gì? Nó làm gì đây? Các bạn thì tùy theo cái mức độ người ta chia ra nguy cơ trung bình, nguy cơ vừa, nguy cơ cao rất cao thì người ta sẽ cho một cái chiến lược tầm soát khác nhau. Ví dụ như nguy cơ trung bình thì khả năng người uống gì chiếm thiếu vừa nhau. Nhưng nguy cơ rất cao thì người ta uống chiếm chiếm trên 30%. Vậy thì người ta sẽ phân biệt nó dựa gì, dựa vào yếu tố gia đình hay dựa vào tập tiếp xúc với đi xã hội không, chúng em nói lại nha, để được chia ra và người ta sẽ phân loại nó để mà tập soát nhiều như nguy cơ trung bình sau 40 tuổi hay làm soát mỗi năm lần không cần làm nhiều, nhưng nguy cơ rất cao thì khá đó mỗi 6 tháng làm lần và tập soát chẳng những tập soát bằng những cái đơn giản mà tập soát bằng những cái bất tiền như em hoa chụp cộng tử. Tức là tùy vào cái mức độ người ta chia mà người ta sẽ có cơ hội tầm soát cho mọi cái khác nhau. Thì dần xíu nữa chúng ta sẽ qua sang cái khác. Cái câu là cái phương pháp nào tối ưu nhất hiện tại người ta thì đang dùng cái tầm soát ung thư. Đầu tiên là nhuận, thì nhuận bây giờ phát hiện từ trong một tuyến vú từ 1 mm trở lên. Chỉ có 1 mm thôi mà đã phát hiện rồi. Bên khám vú 1 mm khác nào? Không. Ai tự khám vú vậy đó? Cái ai bị thăm vú không? Cái ai đây bị thăm vú không? Không. Cái bạn nữ. Có, tôi nghĩ là chúng ta chỉ khám vú phát hiện bắt đầu khi có u từ 1 đến 2 cm cho nên không có sợ được. Với bàn tay chúng ta không thể cảm nhận được những cái u dưới kích thước đó. Vậy 1 mm là bỏ tay, không thể được nhanh. Chứ thì thăm vú cũng là một hình thức để phát hiện sớm cái trường hợp u vú trong tư vú ha. Thì chút xíu nữa phần thú mại sẽ nói cái phần này là sử dụng phụ nữ về sao tự khám hoặc là nhờ người khác khám giùm ha, các hình thức khám giùm thì phải tốn tiền xíu, tốn tiền thì biết không cái gì tốn tiền đó là tốn tiền đây. Và hai cái điều chúng ta thực hiện đó là tế chất NLO và tế bào vui CC mấy là cái trang nhớ lại gì ha, mình chỉ biết là hai tế chất thôi. Còn biết gì cho mấy hai tờ bà ha. Mình đánh trên du hành cần được nghĩ nhãn kết hợp với cái đột nghĩa là sao? Đôi khi lên du hành đọc tóc thường nhưng cứ cũng rất là bình thường. Do đó thì nếu như khi căn cứ du hành một cái đụng nó là ung thư hay gì đó là bại là sàn được, chúng ta cái đụng là nó có tóc thường gì không thôi và chúng ta cần phải làm gì thêm nữa hay không. Nên nhớ đây là những phương pháp tầm soát chứ không phải là chẩn đoán. Tầm soát không phải là chẩn đoán, cái xương nghi cho các tai hoa dịch hai cái khác nhau. Tầm soát nghĩa là gì? Là tầm soát những cái đối tượng nào nó có nguy cơ cao, sau đó đưa nó ra làm sinh thiết đi hay làm bé bên này hay chọc hút ra gửi cho phòng bệnh lý, đó cũng mới là chẩn đoán nha. Đấy. Thì của ảnh thường thường cái học là khám lâm sàng ha, bộ đôi mà thường sản nhất ha, nên nhớ như vậy ha. Thì thông thường cái đi lâm sàng ha, em sẽ thấy là người ta sử dụng xoăn nhiều hơn ngoài ở Việt Nam nhiều hơn là tại sao? Bộ đôi Việt Nam khó chụp nhiều hơn lắm. Nhỏ quá, chụp nhỏ nhút cái bự đưa vô chụp được, nhỏ quá chụp không thấy, không thấy luôn đưa vô tập quá không đi lâu mô này ra mô đi đường mô nhút cái đường nhút á, cho nên phụ nữ đang rất khó chụp quá ha, khó chụp quá. Cho nên sàng hiện tại ha, siêu âm vẫn là lựa chọn đầu tay nhưng sai nhũ ảnh mới là cho giá trị anh quan kết hợp với khám lâm sàng mới là giá trị ha, và tất cả các nước trên thế giới thời gian sống 5 năm sau khi chẩn đoán ở nhóm có bao nhiêu ca hành lần lượt là 84-99%. Thì khi mà phát hiện ra ung thư để em tới khoảng 5 năm thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa có di căn hoặc di căn hành lắm 88-99%. Đây nhũ ảnh này ha, thấy đúng không? Chú dạy nè, chắc nữa Việt Nam có nhiều người như vậy thích lắm ha, nhũ thì nó mới tại vì cái máy đó đè ép vô ép không được sao vậy. Nè, đây là mức độ của cái trong cái nhiều ảnh hai đứa nó chụp khác nhau NO và CC để tăng mật độ này. Tôi đây chỉ trả lời thôi, bất thường tăng mật độ so với không nên cần. Công tác mật độ là cái gì? Không
bản thân cái khác, cái khác, cái khác. Chị trả lời không? Nhưng mà dù anh có những thử, có nghĩa là có những vấn đề. Hãy cảm giác nó động cơ đi. Từ thời là bạn có cái chẳng lấy khác. Đây. Và chất lượng của dù anh sẽ căn cứ đọc là BRAS, 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 1023 thì là bản này nè. Phong loại có BRAS, Prescribing Reporting and Data System. Được sử dụng trong trạng thái hay là mình hãy tính trên dự ảnh. Ví dụ như trả lời là PRS 1, PRS 1, PRS 1 được khả năng tính 0% và tần số mỗi năm. PRS 5, khả năng tính cao 90% là khả năng tính cần phải sinh thiết đi. Giờ thì PRS 4 năm là yêu cầu đặc tính cần phải sinh thiết. Em thấy cái video rõ ràng là nghi ngờ hãy tính thôi. Khả năng tính cao, không ai trả lời là ung thư cả. Nên nhớ điều đó, không có một cái xét nghiệm nào trả lời là ung thư trừ cái cuối cùng là sinh thiết, được chưa? Đó là gọi là tầm soát, còn sinh thiết là chẩn đoán. Nhớ điều này ha, học thuộc cái bản này ha, hỏi câu hỏi nhầm cái bản này hỏi tới bỏ lừa tới lừa 10 câu cái bản này luôn mà trả lời. Đây chứ mỗi giảng viên dạy bài chỉ có 10 câu 10 ra nên là 10 câu thôi, cái gì ha, tạo được 10 câu thôi mà trong một tình huống lâm sàng. Thì nó sẽ có thể là về một cái u, một cái gì khác, một cái u vú gì đó. Hoặc là gì đó, nó đơn giản thôi đó. Hay là bạn trai khác có thấy u vú rồi hỏi cho làm gì? Chết. Chết. Gì chết? Chết. 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 Ở đây mình có cái nhóm nhớ không này? Cái nhóm này nguy cơ cao và cao thì người ta dùng cái tầm soát dùng MRI để cho thì mỗi cái nhóm nó sẽ đưa ra một cái khác nhau. Đây ví dụ MRI tầm soát đối với đối tượng nguy cơ cao cho hai đường sao có điều không muốn đặc biệt bây giờ là thời đại của công nghệ hàng đầu, tức là những phụ nữ Việt Nam hay là châu Á có nhu cầu biến người Việt Nam thành người Brazil, cho đó họ sử dụng các túi túi ngực nâng ngực lên, chọn cái thước 250-300 hoặc có người chọn 400 đặt cho một phát rồi bút lên cái mặt, thì hỏi nó làm sao mà hiểu ảnh được ra được, tại hiểu là hiểu giả, nó đè vô nó thấy toàn là túi nước không sao chụp ra hình, không chụp được, không chụp được, thì MRI sẽ giải quyết vấn đề này, MRI giúp chụp cho những bà đó ha. Và nó rất là khó ha, nhìn đẹp vậy đó nhưng mà khó lại thì khó khó xài khó lưng giá thì tốt nhất em nghe lời khuyên của anh có nhiêu xài nhiêu đi ha, mình chấp nhận lên ha, sự lập nó vậy rồi đừng có làm gì cái gì này thì mỏng lắm cực lắm, cái lúc bệnh nó mỏng lắm này. Hoặc là độ nhạy thì phải từ 71-100%, độ nhạy khá cao không ai nhạy cao nhưng độ chuyên nó rất thấp 60%. Cái biết độ nhẹ gì không? Độ nhẹ là khả năng phát hiện bệnh, tức là bạn có bệnh phát hiện bệnh phát hiện rồi phát hiện ra để làm gì để cho bệnh sinh tiếp. Độ chuyên là gì? Khi trả lời phải là cái hôm nay ông thường nguy cơ ông thư quả nó ông thư ăn tính gì đó thì đấy chỉ đúng với 65% thấp lắm. Cái người trả lời là ở bệnh bà bị ung thư là coi chừng không phải đâu, có ung thư thủy gì đâu thường á, thì cái dữ liệu của nó là độ chuyên nó kém. Cái điểm thứ hai của em Ryan là quá mất tiền. Trong cái vụ ảnh á, chụp khoảng 300.000 đó, nhưng nghèo hơn. Em ra là 2 triệu, chứ không 2 triệu rưỡi ta. Là chụp ở giá Bình Dương. Nó đến với bệnh viện cao cấp hơn á, 3 năm sau, 6 sao gì đó. Là cái phiêu ra lên 8 triệu tới 10 triệu. Tùy mỗi bệnh viện nó sẽ luôn khác nhau. Và cuối cùng là siêu âm vú. Thì siêu âm vú là cái em nói là cái được dùng nhiều nhất. Nhưng chúng ta xem nè, siêu âm vú là phương tiện phụ trợ thôi. Phụ trợ cho vụ ảnh thôi. Nó là quy định chính nha, phụ trợ thế này là vai trò nó là gì đó từ khi ngờ trên nhiều ảnh từ nhiều ảnh bất thường có thể quay trở lại mình xem thêm test trong bố cũng được, hay là từ nhiều ảnh bất thường chúng ta sẽ chuyển sang làm cái vai cũng được ha, tức là khoảng như ba có thể như đó bốn năm chúng ta sẽ tiếp luôn rồi ha, như ba mặt khác thì xoan thì nó xoan nó tốt hay là nó phân biệt được rồi bạn này nhà nam nhà nam nó được cái lợi điểm nhất đó và nang hay nắng không bị được, nó dễ dàng hơn mấy kia và nó nhớ được tình trạng đó. Rồi một cái lưu điểm của xoăn nữa là có thể khi mà bắt đầu tôi làm sinh tiết á, không có xoăn không sinh tiết đâu, xoăn nó định vị đầu giò
ta biết là cái vị trí đó để chọn cái kim vô. Xin thiết như là đưa kim tăng thẳng cho cái khối thì chúng ta thấy bức tường rút một hổ mô ra, tức là cho vật lý vì cái xoắn là cái đường dẫn á, cái đường dẫn. Tuy nhiên không dùng xoắn cho một đất tầm soát, nên nhớ điều đó ha, không dùng xoắn để tầm soát các em, bởi tính chủ quan còn này rồi khi kém không có thể không đủ. Tại vì tất cả những gì chúng ta đang làm nghĩa là nó sai, nhưng biết đâu được là đúng cho người phụ Việt Nam thì sao, đúng không? Chúng ta vẫn làm được đó. Đây khám uống, khám uống thì sao? Lấy tay từ ra từ nhũ quả, từ ngày hôm nay, từ Islam, và bây giờ cuối cùng là tự khám, từ khám uống. Khám uống thì hai cái thì nó rồi, một là tự khám, hai là người khác khám. Tự khám thì không có tiền, người khác mình trả tiền, đúng không? Tại sao giá tiền lại rất ngạc nhiên? Bác sĩ khác nói là tiền thì sao? Vô đưa vú là sờ lại cái tiền nữa, đúng không? Vậy thì có nghĩa là tự khám đi hay tự khám? Mấy em chỉ đến bác sĩ khám khi nào quay chỉ định thôi. Thì chỉ định là khi nào, chúng ta sẽ xem ha. Vậy khám uống thì cho nên sàn cái độ nhạy là 54%, độ kiên là 94%. Tại sao độ kiên nó cao vậy? Tại sao vậy? À, tại vì khám được là di căn rồi. Sờ được cái cục đó là di căn rồi. Còn độ nhạy nó thấp là vì u nhỏ đâu có hiện lên đâu. Nãy ta nói rồi, trên 1-2 mông có được. Còn cái nhu ảnh này nó phát hiện từ 1mm rồi thì làm tay làm sao cắm tay mà ra. Do đó thì kết hợp này với nhu ảnh hợp lý không? Hợp lý á. Hai cái chúng ta là hợp lý, thằng thằng độ nhạy cao, độ kiên cao. Rồi, và nó phụ thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ lâm sàng ha. Như như thương em sinh viên mới ra trường chưa từng khám vú lần nào luôn, chưa từng cho bạn gái luôn đưa vô khám vú, sao biết được là bình thường bất thường? Làm đầu tiên sờ cái vú, sao biết nó bình thường bất thường? Phải sờ nhiều chứ, sờ nhiều biết là cái mô này là mềm bình thường. Tự nhiên lâu ngày sờ bổ sờ cứng lại là nhận bất thường, có sờ cái gì không như nhau à? Cho thì không kinh nghiệm là không làm được. Do đó mấy bạn nam nào muốn mua khám vú thì phải đi khám cho mình nhiều trước, mình hãy làm nhà sau nha. Rồi, thứ hai đó là vậy thì cái tầm nửa thì sao? Mình tự khám hay hơn đúng không? Từ đó là mình biết vú mình như thế nào, mật độ như thế nào, mình khám mỗi ngày thì biết hồ bình thường. Ngày đẹp trời đang tắm thì khám sẽ hồ sang cái cứng như vậy, bất thường như vậy là biết rồi ha, xác định luôn. Rồi, khuyến cáo là tự khám uống á, vẫn đang hướng mà những tranh cãi về quan lợi và hiệu quả của khám này. Thì tranh cãi gì luôn, không có tranh cãi trên thế giới này, phải có tranh cãi, phải có đấu tranh thì mới có sự phát triển nha. Giống như hai vợ chồng phải có cãi lộn, phải có đánh lộn thì hai vợ chồng phát triển được. Phải chơi nào phải có lộn với lộn nó phát triển lắm, không có thể nào mà nó bình yên hòa hợp được, đúng không? Chỉ có hai người đó là sống ngầm thôi, mà cái gì mà ngầm được ngày đó nó sẽ nổ nha. Đây, và đây là hướng dẫn của hiệp hội tầm soát ung thư Hoa Kỳ, American Cancer Society Screening Guide. Tần lịch tầm soát ung thư vú cho phụ nữ ha, nhớ đọc cái này ha, mấy cái bài khuyến cáo được kia là phải đọc ha, không học gì mấy cái bài học này. Đây, tư thế khám này là một sự lựa chọn cho từ khám vú tức là một lựa chọn cho phụ nữ sau 20 tuổi, tụi em như thế nào? Và từ tháng được rồi ha, từ tháng được rồi. Họ được tư vấn đầy đủ về lợi ích kỹ thuật này cũng như cách thức thực hiện và thông báo viên bất thường được nhận được là phải khám xong đúng phương pháp. Tất cả các bạn đi khám đúng phương pháp, em khám sai thì cũng được, em khám sai thì bỏ sót. Em nói em cứ làm chứ bỏ nhẹ thì mắm được khám á, hai ba người khám á, một người khám mà vẫn sẽ phải đeo tư. Sao rồi? Mình đeo tư, tại vì khám không đúng, bỏ sót. Rồi, cái này từ 20-40 tuổi tiến hành khám vú mỗi bác sĩ mỗi 3 năm. Nếu có bác sĩ khám thì mỗi 3 năm nên khám một lần. Tăng hàng xuất lên, mỗi năm nếu có tiền căn vú gia đình. Gia đình có gạt vú, thôi đi khám bác sĩ đi, mỗi năm khám một lần. Rồi, sau 40 tuổi mỗi năm khám vú một lần. Nên nhớ, anh luôn luôn nhớ cái mốc 40 tuổi gì không? Mốc 40 tuổi là cái mốc mà bắt buộc phải khảo sát vú vú. Nhiều anh hai bên bắt đầu thực hiện mỗi năm từ 40 tuổi, cũng là 40 luôn ha. Tiếp tục biết là đẹp cách trên nó như nào kết quả còn là thường. Em trai cũng hai bên dựa vào nguy cơ cái nhà phát triển ung thư vú suốt đời của họ, những người bắt không nghi cáo, nguy cơ trung bình
nên nó được lửa và nhờ chỉ mình làm cái tầm sốc nó đưa cao lên, nó đưa cao để nó rồi đó cho nên mình tập để lúc nào chia phân bọn đi trên đó nha. Cái này để mình nhớ nha, để muốn mình đi thi cái cánh sỏi cái này nè, trong bài cũng cái này thôi, mình dần dần lại cái này thôi. Đây đây là từ tháng 4 ha, khá là xinh đúng không, khá này đúng không, hình này đẹp nè, rất là gợi cảm ha, hấp dẫn, nhưng mà khá này đúng sai sai cái là bóp vú thì có cái khác gì nè, không khám vú cái bậy hồi nè, lấy không có khám, không ai khám vú kỳ hết á, che rồi không ai khám vú như thế này, khám vú đúng nè, về nhìn nè, đầu tiên làm gì nước kỳ nhìn đẹp quá hôm nay đẹp quá, hôm nay khác quá, hai phụ nữ nước xanh nhìn khác, hai nam xanh ra một nước xanh nhìn ồ khác quá, xanh xem biết được ồ khác nữa, ồ dài quá. Đây sau khi xanh lúc kia sau đó là gì, đưa tay lên đó là gì, tại vì lúc mà không phụ nữ Việt Nam thì không cần, lúc đang nhỏ lắm, thế là phụ nữ nước ngoài bự lắm, để gì chi hết rồi không thấy, nó đưa lên mới thấy được những cái vùng khác, tại nó to quá mà đưa tay hai tay lên để thấy và thấy luôn cả vùng khác. Con cả đắt không? Con chuyện này lắm lại nha. Một cái gương, nếu mà nhà thuê có gương qua thằng bạn nó cho một cái gương để khám luôn, khám lệ lộn ha. Đây, phải thứ ba, nằm thoải mái, chờ à, kiểu nhìn gì không trời? Khuyến cáo là nên đứng, đừng nằm, nằm khó làm rồi. Đứng này, đứng như này, đưa một cái tay lên, đưa một tay lên, chỉ lấy cái tay còn lại khác, đưa cái tay lên, khác lại cái này, sao khác lại khám sao? Trời ơi, nó khám cái đèn. Hay dữ. Đưa một cái tay lên. Và chúng ta phải khám hết toàn bộ vô vũ. Thì như khi chọn cái chiều đi cùng chiều cái lò hoặc là chiều cái lò, thì em đi từ đây vô trong, từ ngoài vô trong, từ ngoài vô trong, ngoài vô trong, ngoài vô trong, ngoài vô trong. Cái này có tiền bạn không đây? Đúng, đúng đấy. Thôi nè, nó đi từ ngoài ra ngoài ra hết cả con ngủ luôn, tự nhiên đó cái gì em đi thi đó hả, ở đó đi skill lab ăn khám này xong không được, khám gì cũng được, là hình thức cũng được sai, phải đi từ bên ngoài ra ngoài ra và khám luôn thẳng tắt luôn nha. Nè, đi đây đây vô cái lưng ngủ, cho lưng ngủ nè, chứ về là sai nè, không được ha, khám dùng ba ngón tay, ba ngón tay giữa không có dùng nguyên bàn tay này, người là bóp đây không có cảm giác gì hết, khám mà lại kêu lên chúng ta là cái đầu ngón tay là tốt nhất nha, nha là tay thích lắm. Có này là cái chàng xử lý khám bên dưới đây rồi, hết là bài ung thư vú rồi đó, thì chúng ta sẽ đi qua bài ung trứng, ung trứng thấy chưa, ung thư vú gì nó khác không, bạn ung thư vú gì má không, tại sao ung thư vú lại khác không, nhưng mà ung thư mày ung thư vú người ta vậy đó, ung thư vú dưới tại sao nó bao ung đứng như đó, sao hỏi đi, hỏi đi, nó nói gì hỏi đi, hay cái chụp nhũ ảnh nó có làm tăng tỷ lệ ung thư vú không, tại chụp nhũ ảnh tia nó không phải là tia nhất cường độ mạnh nữa, nó không phải tỷ lệ ung thư vú, một cái nào mà đi tầm soát ung thư mà nó tăng tỷ lệ ung thư là cái đó bỏ ta là nó không được lại rồi gì nữa, hãy nhớ đi 1 năm giờ à? Giải quyết nào. Ủa mua đẹp như thế nào thì mình mới phạm bóng sử dụng
và những cái u này thì nó chỉ là nó thấp hơn chỉ 0.1% nên giả u rồi u tự tin này nó lại nhớ là u bị mô là cái gì nhất ha u bị mô rồi quá trình này mình các ta làm chứng bằng như này cái dài với lượng yếu tố mà tại bên ngoài bên trong thì nó tá lại yếu tố gì đó nó làm cho cái u bị dính chừng nó trở thành một cái tăng lập và từ cái tăng lập là tính của ta biến chuyển thành một cái tăng lập hay tính do cái yếu tố ngoài lai như thế này. Và u mô chính thì là lớn nhất tại nó là 60% ha, nó phát triển từ bờ mặt biểu mô buồng trứng và biểu mô buồng trứng cũng là vào những ngày thứ hai để nó nói rồi cũng phải ngay thì đây thường gặp nhất ở dưới 20 tuổi ha. Thì u buồng trứng mình học nhiều á rồi biểu mô rồi cái phần bào u dây giới sinh dục u ta ta là lại là sao không bị được không bị đâu cứ u buồng trứng do mình lấy không bị được thôi. À, trên lâm sàng trên sư âm chúng ta chỉ dự đoán con không thì được nên đây là cái đồ vật lý mà khi ta bỏ ra đây là quỳ quái lòng bàn quỳ là gì nó là một cấu trúc nó gồm cả lông tóc móng răng những người vậy đó mà là u quái nhưng thường là lành tính đa phần lành tính nó chỉ có một tỷ lệ ác tính thôi đó là u quái không chịu thành thôi còn phần lớn là lành tính nhìn thì ghê ra cái bả rồi bỏ ra cái bụng kia hay luôn nhá nhưng mà cứ là tính có những bạn bỏ ra bóng tóc mà kem chắc bằng màu tóc quen vậy đó cái chai này đó bỏ ra kéo bóng tóc thì luôn vậy đó xong chậm ra cái răng thì kinh lắm nhưng mà thì khó cho con bị được rồi u là cái tính khó lắm rất là khó nhưng mà chỉ chừng là làm đến khi bỏ xong mới biết được thôi. Thì chung là u lành tính thì thường có kích thước lớn nè, gây ra triệu chứng khó chịu nè. Trong khi á ung thư thì thường nó âm thầm, thường ung thư gì nó âm thầm á, tới lúc mà nó bộc phát rồi thì là gì cả, gì không? Đây thì bọn mình lấy nha, tế bào ung thư. Nó khác với tế bào lại là nó thấy cái tế bào này nó biến đổi nhiều rồi, nhưng nó bị biến đổi nhiều màu sắc đó. Rồi. Ung thư là một loại ung thư phổ biến ha, từ suất cao, từ việc phải nhóm bùn bệnh kinh. Phần lớn trường hợp ung thư bùn trứng là nó bùn bệnh kinh. Phần lớn là nào bệnh kinh. Như đường trường kẻ như vậy là đó bùn trứng thường là cũng là tính thôi. Cái ung bì, ung nảy, ung quái đẻ là gặp gì biết thôi. Cái sự liên quan giữa ung thư và số di truyền thì ông sáng ta thấy là viêm gan ung thư tăng 5% khi có người thân thực tại được mắc bệnh. Con số này là 12% nếu có từ hai người trở lên. Thì ở nhà có ai có chị gái có mẹ có gì đó ung thư thì chứng là coi như khả năng mình mắc ung thư rất là cao tại vì nó có liên kết gì di truyền ung thư ung thư thì nó khởi nguồn từ một hoặc là một số là tế bào khác nhau lẽ đó là cái u đẹp này u ái u tá lạ thì mỗi u nó đều có thể phát triển bất thường tạo thành ung thư thì nó ung thư tế bào nào thì nó sẽ có nguy cơ riêng của tế bào đó và phương pháp điều trị cho tế bào đó khác nhau. Và hiện tại chẩn đoán ung thư buồng trứng là một chiến lược kết hợp những nhiều yếu tố lâm sàng siêu âm và cái sóng mặt cơ sóng mặt cơ là cái xét nghiệm đó tham khảo lâm sàng có hiện tượng ung thư buồng chậu thì có ra vượt ra nhiều còn ung thư buồng trứng giống như ung thư nãy đó nếu như cái lúc mà em phát hiện ra cái u rồi em sờ nó rồi em thấy nó rồi em mận mê rồi coi như là nó bự rồi và ung thư nó coi chừng nó di căn nhiều rồi. Cái người ta đang cần đó là phát hiện nó từ lúc sớm từ lúc nào từ sớm lúc nào thì ung thư buồng trứng có phát hiện bằng gen giống như là ung thư vú hay không có hay không nó sẽ như thế nào thì vai trò của siêu âm đó thì rất là quan trọng trong cái việc mà tầm soát ung thư buồng trứng trong đó có siêu âm âm đạo siêu âm bụng thì siêu âm âm đạo là thường được tầm soát nhiều nhất tại vì nó cái đầu từ đầu dò đạo để cho cái tần số và tầm soát thấy buồng trứng rõ nhất so với siêu âm bụng. Đặc biệt là những người béo phì mà sao buồn để quan sát buồng trứng là rất là khó, không thấy được đâu, không gần như không thấy được. Do vì sao nên đạo rất là có ý nghĩa. Thì khi mà phát hiện có buồng trứng rồi thì trên sao người ta sẽ sử dụng hai thang điểm đó là thang điểm Tokyo và thang điểm Kyoto. Thì hai thang điểm này sẽ có đưa cái bảng lên men để xem thì hai thang điểm nó nói cái gì về cái đó, nó gì về cái đó. Để nó phân biệt được là khả năng u là tất cả tất, khả năng này là tất cả tất, hai cái bảng nó đều có phân biệt được cái chuyện đó hết. Không thấy gì hết đúng không? Anh cũng thấy luôn. Nhà làm bài ha. Đây là bài phân loại của Tokyo. Gồm có 1, 2, 3, 4, 5 và 6 ha. 6 loại thì mỗi tháng sẽ trong hình ảnh khác nhau. Cái này các em chạy mình nhớ không? Để cho biết là mình là gì, ai là gì đâu. Vì thì 6 loại thôi, không thôi thôi. Tại khác là để cho biết cái kết quả của mình thôi. Đây là bài Tokyo Line.
tiêu tan hay không là tiêu tan. B B là tính và em là khả năng em tính. Nếu nhóm B tất cả điểm B là khả năng là tính cao. Nếu tất cả đều xuất hiện nhóm nhóm M là khả năng u này là tính cao. Khác biệt này, u chỉ là một tỷ lệ đặc, u là cũng u đặc thường nhất. Có thành phần trắng tối đa 7 mm, có gì tán bụi hoặc là gì không có dòng chảy gì đó, không có dòng gì rất mạnh hay là hoàn toàn khác nhau, đó là khác nhau. Em giờ biết là nếu sẽ đưa trong nhóm B là tính, em gọi là nguy cơ đặc tính cao. Rồi, ngoài ra còn có CT scan và MRI, nhưng CT MRI cũng không phải là phương tiện bắt buộc dù là khảo sát ung thư trước. Nó chỉ có ý nghĩa trong trường hợp chúng ta cần khảo sát sự lây lan của cổ vùng chậu thôi. MRI rất tốt trong cái chuyện này. Em dùng MRI tỏ ra vùng trứng là sai. Chỉ khảo sát trong trường hợp nó đang có lan tràn trong cái vùng chậu và sức vùng chậu đi di căn ra sau đó rồi. Và CO25 là một yếu tố rất là hữu hiệu được sử dụng. CO25 là xét nghiệm mạch máu, nó là một cái mặt cơ của ung thư. Nhưng không phải nó ung thư trước, CO25 nó tăng nhiều cái yếu tố lắm. Ví dụ như bản kinh, khi ta loại trừ được hết tất cả những yếu tố khác, ví dụ như là lạc hại tử cung hay là bệnh lý khác, thì CO25 tăng coi như là ung thư rồi. Như từ tuổi trẻ cho em nè, CO25 tăng chưa chắc là ung thư vùng trước, nó còn nhiều bệnh lý khác mà cho CO25 tăng. Do đó thì người ta lấy ví dụ 200 ml để phân biệt được là tính như thường áp dụng cho cái người mà mãn kinh là chủ yếu. Đối với người mà còn mãn kinh như tụi em, nhiều khi CO25 cao cũng chưa chắc tăng, nhưng nếu CO25 bình thường mà có vùng trứng nó nghi ngờ thì người ta vẫn nghĩ như là nó một cái ung thư vùng trứng. Và cái quan trọng nhất của CO25 gì? Đó là vai trò theo dõi sau phẫu thuật. Đây là quan trọng nhất. CO25 theo dõi sau phẫu thuật là tốt nhất. Vì cái chút phẫu thuật CO25 cao, sau CO25 giảm xuống là em lấy hết mô rồi đó. Em làm tốt rồi đó. Nếu như sau phẫu thuật CO25 càng tăng, coi như là bỏ sót rồi đó. Em bỏ bỏ sót chỗ nào rồi? Nó di căn đâu rồi? Em không biết. Nha. Đây. Và một cái nữa là Roman test. Roman test là gì? Test of ovarian measurement. Cái này Roman không phải là Roman. Thủ lý nhé. Roman là tắt của cái chuyện rồi. Là một cái xét nghiệm nó còn cao cấp hơn CO25 bởi vì nó kết hợp giữa CO25 lại với 2-4 lần. Do đó nó cho tăng độ nhạy độ chuyên trong cái xét nghiệm này. Độ nhạy nó lên 94% và giá trị của âm lên 99%. Lưu ý, cái Roman test này nó có cho cái lượng cách ấp. Tức là hồi nãy mình thấy cái đó là 200. Còn cái này nó không quan trọng, cái đó nó tùy thuộc vào cái bài này. Mãn kinh chưa mãn kinh, hoặc là thai không thai nữa. Nhớ điều này nha, thai cũng nhau. Và nhóm phụ nữ mà ung thư nhiều nhất là sau mãn kinh. Tuổi từ cảm nhất là 50 đến 56 đến 90 và 90% sẽ ra ung thư sau 40 tuổi. 90% là nhớ đấy, 90% ung thư sau 40 tuổi nha. Trước 40 tuổi hiếm lắm, chỉ 90% là không. Đây là một cái video, cái biểu diễn mà ở giai đoạn ung thư thì giai đoạn 3, giai đoạn 3, giai đoạn 4 gì đó. Thì ở giai đoạn càng trễ thì tỷ lệ sống cái nhà càng thấp này, không? Đây, kháng ung thư vùng chậu là mỗi năm trong chiến lược tầm soát là cũng được rất yếu để phát hiện ung thư vùng trứng sớm. Đã nói rồi, kháng ung thư đôi khi ta không nghĩ được, đôi khi cũng khá nghĩ được ung thư vùng trứng. Cái kích thước là 4 cm, không có nghĩ được, nó khác với dưới mình. Do đó thì kháng ung thư không phải là một cái cái chuyện này, và chúng ta nên làm sao cho đủ hơn nhau nha. Rồi, khảo sát ngoài ngoài năm ở phụ nữ mãn kinh cho là điều cao hơn so với phụ nữ trẻ, hãy cho nó tại sao rồi ha. Thì phụ nữ trẻ thì có thể lên kèm cạnh lại tử cung, có thể kèm bệnh lý nào khác đó, là có thể như vậy là tăng CO25 lên. Và cái ngưỡng cái đó là 30. 30 là ngưỡng cái đó từ người mắc thường của CO25. 200 là ngưỡng cái đó của ung thư yêu ung thư, đang yêu ung thư, hai khác nhau. Và nhớ nhớ, CO25 nó không tăng trong trường hợp ung thư tuyến tiền nhảy. Lại một ung thư biểu mô, ung thư thập lân, nhưng nếu ung thư tuyến tiền nhảy là CO25 nó không tăng. Vậy, đó là hiện tại. Vì có cần thiết thực hiện tầm soát ung thư buồng trứng cho bài ngoại số hay không, và công cụ nào sử dụng đến đó vẫn còn chưa thống nhất giữa các nước, giữa toàn thế giới này. Người ta chưa được đưa được một cái gì gọi là tầm soát ung thư buồng trứng cho bài ngoại dân số giống như là xem PCR của người cũ. Do đó không ai làm xem PCR để tầm soát ung thư buồng trứng cả, đừng nhớ điều đó nhé. Người ta chỉ tầm soát cho ung thư buồng thôi. Và năm 2016 FDA khuyến cáo là nên thực hiện tầm soát ung thư buồng trứng, không nên thực hiện một số người trứng. Cũng cùng năm đó thì nhóm nghiên cứu khác mang tên Phát Quan
và đưa ra sự phân tích kết hợp với xem 1-2-5 với biểu đồ độ cao và xem nhau tạo được tổng xét không lương trước. Tức là mỗi tổ chức trên thế giới người ta sẽ đưa ra một khuyến cáo khác nhau và đến bây giờ chưa có sự đồng thuận nào trong việc tổng xét không lương cao. Và năm 2016 có một cái nghiên cứu báo cáo là sử dụng cái này nè để mình đưa cho tổng xét không lương trước, nhưng 2016 tới bây giờ mà nó chưa có diễn tiến gì, chưa có báo cáo gì đâu, chưa có được đưa ra cái chuyện như 2017, có nghĩa là nói gì thôi, thất bại rồi, cái này không có ý nghĩa. Thấy nha, khá là nổi tiếng, ha, khá là nổi tiếng. Đây là một người có tên Teresa và cắt vô một cái đại vũ, đẹp không? Đẹp. Đẹp cái này một đại vũ, đi sáu lần những đại vũ được không? Sáu đại vũ mà lại đẹp, đẹp hơn. Và thí sinh cái điều cái của mình ở vì sợ không được một chút nha. Phải đó là đó. Còn anh có thể là cái xe là mình phải làm ở những bệnh viện nào ạ? Hiện tại là rất ít bệnh viện được là ở